Sáng ngày 22 tháng 3 tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, khu tài chính London đã tổ chức hội thảo về phát triển khu trung tâm tài chính thương mại của thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển, thị trưởng khu tài chính London Michael Beer đồng chủ trì hội thảo. Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục của cả nước. Vinh dự và tự hào về thủ đô Hà Nội có truyền thống lịch sử 1.000 năm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã tích cực triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến lược về kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó, việc xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính thương mại ở khu vực phía Bắc vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là yêu cầu bức thiết trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Trong quy hoạch chung, thành phố Hà Nội rất chú ý dành quỹ đất để phát triển mạng lưới các tổ chức tín dụng ngân hàng. Thành phố dự kiến sẽ hình thành những trung tâm tài chính ngân hàng tầm cỡ khu vực và quốc tế với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại tại khu đô thị Tây Hồ, quy mô khoảng 15 ha. Thành phố cũng hình thành một cấu trúc hợp lý các hệ thống kênh phân phối, phát triển hài hòa giữa thị trường thành thị và nông thôn, giữa thương mại truyền thống và hiện đại. Phát huy thế mạnh về du lịch văn hóa tâm linh, Hà Nội chú trọng phát triển các làng nghề truyền thống, bảo tồn tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, gìn giữ và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống. Tại hội thảo, nhiều kinh nghiệm về xây dựng và phát triển thành công một số khu tài chính thương mại tại Anh và Singapore đã được đề cập tới. Đó là việc xây dựng môi trường kinh doanh tốt, cơ sở hạ tầng hiện đại, giao thông thuận tiện, thông tin liên lạc nhanh chóng, kết nối cụm thành phố vệ tinh, đặc biệt là việc lập kế hoạch và triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp phát triển tài chính thương mại của thủ đô.